Hello mọi người, welcome mọi người đến với vlog cuối tuần của Moon. Thì hôm nay Moon trong clip này Moon muốn chia sẻ với mọi người là về cái cách mà Moon học tiếng Anh và cách Moon cải thiện tiếng Anh của mình như thế nào. Hiện tại thì cái level tiếng Anh của mình nó cũng thật sự là không có cao đâu, nhưng mà mình cũng khá là tự tin để mình có thể nói chuyện với một cái người nước ngoài, cái kiểu mà trao đổi về công việc chứ không phải là kiểu giao tiếp bình thường, nói chuyện hỏi này hỏi là những cái câu cơ bản về travel mà nó sẽ thiên về công việc và về chuyên môn. Ok, nếu như mà mọi người cảm thấy muốn nếu như mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể theo dõi tiếp cái video này nhé. Thì cách đây nó thì Moon cảm nhận rõ rệt là cái kỹ năng tiếng Anh của Moon nó thật sự là được trau dồi chỉ mới khoảng một năm gần đây thôi, kể từ khi mà Moon đi học MBA chương trình bằng tiếng Anh. Và nhưng trước đó thì Moon cũng đã chuẩn bị cho mình vào cái môi trường đó cũng khoảng một năm nữa. Thì Moon làm những cái cách như sau. Moon nhận ra là Moon không có phù hợp với cái việc mà đi học trung tâm rồi người ta dạy ngữ pháp, rồi người ta về cho mình những cái bài tập, rồi mình làm bài tập, rồi mình improve cái kỹ năng của mình. Thì Moon không học theo cách đó được. Moon đã học rất là nhiều trung tâm, Moon học không có tới nơi tới chốn, rồi tiền học anh cho đóng cũng không có đóng mà nghỉ học luôn, lấy đi uống trà sữa, lấy đi chơi đồ, không có học được từ hồi đại học rồi. Nó thì Moon quyết định là Moon sẽ phải quăng mình vào những cái môi trường mà người ta sử dụng tiếng Anh. Và cái thứ hai nữa là Moon phải học tiếng Anh theo cái cách mà nó tiết kiệm nhất, và cũng có thể là cái cách mà nó mình vừa được học và mình vừa được trả tiền đó. Nên là Moon thường chọn những cái cách như vậy hơn, tại vì mình cũng không có tiền học tiếng Anh. Một cái khóa học tiếng Anh đó mọi người, nếu mà học khoảng 2 tháng 3 tháng gì học IELTS thôi đó, là cũng khoảng 7 triệu rồi. Mình không có thích học cái kiểu đó đó. Cho nên là ngày trước thì Moon có bỏ tiền để Moon trải nghiệm bằng cách là Moon đi tình nguyện ở Malaysia khoảng 1,5 tháng. Thì cái chuyến đi đó của mình đó là tiền ăn tiền uống này nọ luôn, thì nó mất khoảng 20 triệu, tính luôn tiền vé máy bay rồi tính luôn tiền mình đi tình nguyện á, thì nó mất khoảng 20 triệu. Thì khi mà mình đi qua bên Malaysia thì thật sự luôn là mình cảm nhận là mình cũng không có improve được cái tiếng Anh của mình nhiều, nhưng mà mình cảm nhận được là cái cách phản xạ của mình khi mà mình đi nước ngoài á thì nó sẽ cần như thế nào, và mình cũng học được cái cách phản xạ ở trong cái môi trường đó. Rồi mình biết được là những cái người nước ngoài khi mà người ta nói chuyện với những cái người nước khác mà không có biết về tiếng Anh á thì họ sẽ có rất là nhiều cách để diễn đạt. Và mình cũng thấy là có nhiều bạn cũng không có giỏi tiếng Anh nhưng mà người ta cũng sẵn sàng trình bày quan điểm. Thì gọi là cái chuyến đi đó là cho mình thêm cái sự gọi là tự tin về cái việc là không sợ nói tiếng Anh dở thôi. Sau đó là mình về mình tìm những công ty mà gọi là nó có yếu tố sử dụng tiếng Anh trong công việc một tí. Tại vì mình nghĩ là khi mà học tiếng Anh thì mình phải gọi là đưa mình vào cái môi trường nó xài tiếng Anh thì mình mới có điều kiện để mình phát huy. Đó, thì mình mới đi làm ở một cái công ty về công nghệ. Thì khách hàng của mình thì cũng là những khách, mình phải làm marketing về cái môi trường mình đánh, cái môi trường mình làm việc thì nó sẽ sử dụng làm content bằng tiếng Anh. Rồi mình đánh cái thị trường nước ngoài thì mình cũng phải research bằng tiếng Anh. Rồi đôi khi trong công việc thì mình có mail, rồi có trả lời partner hay trả lời khách hàng gì đó cũng bằng tiếng Anh luôn. Thì mình thấy là lúc đó là mình vừa được học tiếng Anh mà mình vừa được trả lương đó mọi người. Mình cảm thấy rất là ok đó. Thì cái năm đó thì mình dần dần mình có một cái năm để mà mình học tiếng Anh. Cũng song song luôn là hồi năm ngoái là mình cũng bắt đầu mình học MBA luôn. Tại vì năm ngoái là dịch bệnh cho nên là rảnh lắm, không có làm gì hết. Thì
mình học MBA luôn thì vừa có kiến thức. Và cái việc học MBA mình cũng ưu tiên chọn học tiếng Anh luôn, nghĩa là mình muốn quăng mình nguyên tuần là tiếp xúc với môi trường tiếng Anh luôn, tại vì học MBA là học cuối tuần, đi làm là làm ngày trong tuần đó. Cho nên là mình chọn học MBA. Thì sau khi mà mình học MBA thì tất cả giao tiếp làm việc bằng tiếng Anh, thì trong quá trình học MBA thì những cái môn đầu thì thầy cô nói chuyện tiếng Anh thật sự là mình cũng chỉ nghe được keyword thôi mọi người, xong rồi mình đoán ngữ cảnh, mình đoán nghĩa gì đó. Xong rồi cái sau này á thì mình quen dần với mấy cái ngữ địa rồi quen nhận tiếng Anh á, thì những cái cụm từ mình dùng, cái cách mình diễn đạt, mặc dù bây giờ nó cũng chưa có lưu loát đâu, nhưng mà mình cũng khá là tự tin, không có sợ mà đặt câu hỏi, tại vì thầy cô rất là kiên nhẫn để mà chờ mình giải thích về cái ý của mình theo kiểu tiếng Anh. Mình cảm thấy đây là một cái môi trường mà tại vì mình nên luyện tập nó. Xong rồi sau đó thì bắt đầu vào đầu năm nay thì mình cũng đổi công ty, mình cũng apply vào một cái công ty mới, công ty hiện tại mình đang làm thì cũng là về công nghệ và cũng làm việc nhiều với khách hàng nước ngoài, cũng làm content bằng tiếng Anh đó. Thì lần này thì mình lại được một cái thử thách mới, đó chính là về kỹ năng về writing. Writing nghĩa là mình phải làm lại nguyên cái website bằng tiếng Anh về dịch vụ của công ty như thế nào, và content trên website nọ tất cả đều phải bằng tiếng Anh hết, và làm sao để cho khách nước ngoài người ta gọi là hiểu đó. Rồi mình sẽ phải làm việc với một số cái bạn freelancer cũng người nước ngoài luôn. Thì mình cảm thấy là mình khi mà mình quăng mình vào cái môi trường tiếng Anh đó thì cái phản xạ của mình nó dần dần nó được luyện tập rồi, thì mình cũng cảm thấy tự tin hơn một tí khi mà mình nói tiếng Anh. Rồi rồi trong quá trình làm bài tập hay học ở trường thì mình cũng ứng dụng được những cái kiến thức, những cái cấu trúc khi mà mình viết ở trong việc làm, mình ứng dụng vô bài tập. Rồi khi trong quá trình mình học thì mình cũng có những cấu trúc kiến thức mình ứng dụng trở lại trong công việc. Thì mình cảm thấy là mình không có bị mất tiền cho cái việc học tiếng Anh, nhưng mà mình lại thấy cái cách này nó rất là hiệu quả đó. Thì đó là một số chia sẻ của mình thôi. Nếu như mà các bạn có muốn, mấy cái bạn mà mình nghĩ là một số bạn cỡ tuổi của mình á thì khá là ngán khi mà đi học tiếng Anh lại từ đầu, khi mình đi học tiếng Anh kiểu trung tâm hay là học IELTS gì hết, thì các bạn hãy chọn cái môi trường nào để mà có thể quăng mình vào làm việc. Thậm chí là nếu mà vì cái việc phát triển tiếng Anh mà mình có thể hy sinh một vài cái lợi ích của mình về benefit, về lương, hoặc là về một số cái mà mình mong muốn để mình được trải nghiệm cái môi trường đó, mình improve cái skill của mình, rồi sau này á thì cái skill đó nó sẽ giúp cho mình được nhiều lắm. Thì đó là một cái số chia sẻ của mình. Còn việc bây giờ thì đến hiện tại bây giờ thì mình có thể xem một số video, nghe một số video với một số cái từ vựng mới, và mình có thể đoán cái ngữ cảnh nó cũng khá là ok rồi đó. Mà chắc chắn là cái kỹ năng nó sẽ còn phải improve rất là nhiều. Đó là một số chia sẻ của mình về cái cách mà mình học tiếng Anh. Hy vọng là sẽ tìm được một số cái bạn mà cũng cùng cách học như mình, để cảm thấy được đồng cảm. Ok, thôi chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Hôm nay mình mang kính tại vì mắt của mình nó có vấn đề á, nhưng mà nhìn cũng tri thức đúng không mọi người? Bye bye mọi người.